Nghĩ chân như thì đắc chân như, nghĩ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì đắc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nghĩ thánh đế khổ thì đắc thánh đế khổ. Nghĩ thánh đế tập diệt đạo thì đắc thánh đế tập diệt đạo. Nghĩ bốn niệm trụ thì đắc bốn niệm trụ. Nghĩ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Nghĩ bốn tịnh lự thì đắc bốn tịnh lự. Nghĩ bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc nghĩ tám giải thoát thì đắc tám giải thoát nghĩ tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ thì đắc tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ nghĩ tất cả pháp môn tam ma địa thì đắc tất cả pháp môn tam ma địa nghĩ tất cả pháp môn đà la ni thì đắc tất cả pháp môn đà la ni nghĩ pháp môn giải thoát không thì đắc pháp môn giải thoát không nghĩ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện Nghĩ năm loại mắt thì đắc năm loại mắt, nghĩ sáu phép thần thông thì đắc sáu phép thần thông, nghĩ mười lực Phật thì đắc mười lực Phật, nghĩ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, thì đắc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, nghĩ pháp không quên mất thì đắc pháp không quên mất, nghĩ tánh luôn luôn xả thì đắc tánh luôn luôn xả, nghĩ trí nhất thiết thì đắc trí nhất thiết, nghĩ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì đắc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nghĩ quả dự lưu thì đắc quả dự lưu nghĩ quả nhất lai bất hoàn a la hán thì đắc quả nhất lai bất hoàn a la hán nghĩ quả vị độc giác thì đắc quả vị độc giác nghĩ tất cả hạnh đại bồ tát thì đắc tất cả hạnh đại bồ tát nghĩ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư phật này thiện hiện, các hạ ngu si phàm phu không học hỏi ấy, nghĩ thế này, sắc chắc chắn có thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức chắc chắn cũng có thể nắm bắt được, ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc.